Mày lên đây nhà bắt cái của tao mà trời. Mày đã bắt rồi, vô nhi. Ôi cái này của tao mà. Một chân của tao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Trong khuôn viên của Tanioli sẽ có những bé cừu đặc biệt có mang vòng cổ. Trên những chiếc vòng cổ này sẽ có tên của những nguyên liệu nấu ăn. Đội chơi phải tìm và thu thập được càng nhiều vòng cổ càng tốt để có được những nguyên liệu để sử dụng cho thử thách nấu ăn. Rõ chưa nè? Quá rõ. Và bây giờ hành trình đi tìm những chú cừu xin được phép. Trời ơi. Chạy đi con. Con ơi. Nó chạy đi kìa. Ủa, sao nó bắt được nó mà? Chạy đi con, chạy đi, đừng có ở đây nữa. Chạy lại đi, ở đây người ta bắt nó, chạy đi, người ta bắt kìa, chạy đi. Chỗ nó chạy kìa. Quái ơi, quái tìm được chưa? Tao không bắt được con nào luôn á. Vô. Nhẹ nhàng thôi em. Ê, ưng làm cái mấy này chạy hết chưa? Ủa em ơi, em phải lùa cho anh bắt. Ủa con ơi, mẹ nè, mẹ nè. Mẹ nè. Nhẹ nhàng thôi, đối với động vật thì mình cũng nên nhẹ nhàng mà thôi. Trời ơi. Mệt quá. Đội của mình chọn kết hợp. Đó, từ tốn thôi nha. Một người ôm con cừu lại, một người còn lại tháo dây cho nó nhanh. Mày đã bắt rồi, vô nhi. Trời ơi. Ôi cái này của tao mà. Một chân của tao. Rồi chạy đi con. Rồi. Đừng có qua đây, đi. Người ta bắt tụi bay ra, đi. Thôi không máu hết tụi này luôn, đừng có cho người ta bắt. Chạy. Thôi đừng có lùa đi. Chạy đi. Gì nè. Rồi chạy đi con. Rồi, thôi, điều được nói thì từ đừng có lại cho nó phản. Em lừa trận đấu là trận đấu. Trời, ba con được bốn con luôn. Con...
trận đấu lại đuổi lại đây. Đấy giờ sao không đưa? Màu xanh kìa, thôi chưa? Mẹ nói nè, mẹ nói nè. Hả? Mấy đứa trả cho mẹ nè, đừng có trả cho người ta. Cho mẹ nè, cho mẹ nè, đừng có đi theo người ta. Đi xa lên, mẹ dẫn con về Sài Gòn. Đây, tụi con ơi, lại đây. Ồ, đó, thấy chưa, mẹ dẫn con về Sài Gòn luôn nha. Đứng yên đi mẹ ơi, mẹ. Hai con này à? Nè, anh cho nó đây, đây. Bé. Đúng rồi. Đừng đi nữa. Cho ăn đi. Nhanh dễ sợ. Con cụ nó lanh quá trời lanh hà. Đây còn một hồng nè. Kìa ơn. Quái cất đi quái. Bé. Đây nè. Chạy đi. Trời ơi, tôi quơ vậy nó chạy hết trơn. Mẹ có ăn chạy không mẹ nè con ơi. Mẹ không có mẹ đồ gì ăn mà con nói quả nghe vậy. Chạy đi con ơi. Còn hai con này à. Hai con này à. Còn cái màu xanh ở đây nè. Còn. Trời ơi, gọn nhẹ không? Rồi. Ngoan rồi. Đây. Bà mẹ chúng mày. Chạy đi, đúng rồi, chạy đi con. Chạy đi, đừng có ở đây, chạy đi, người ta bắt mày đó. Chạy đi, đúng rồi. Chạy đi. Chứ sao? Sẽ không bao giờ bắt được con của tôi đâu. Chạy đi con ơi. Quăng cho nó anh đó. Ủa? Này. Đó, thả dưới đầu nó, đó. Trời nó hơi khô. Nó khôn dữ. Thả đi này mà cho nó tới. Nó tự tới thế nó không sao. Nè. Nó đi luôn rồi. Nó là con đực đó, dắt hai mẹ con nó kìa. Nó cứng quá à. Ở đây không cầm gia đình người ta không, nó đâu có cho mình bắt đâu. Chứ mình đi là lát nữa mình lạc gia đình mình luôn á. Nó bảo vệ con nó lắm. Hai vợ chồng với đứa con. Bye bye nha. Bye bye con, thôi. Chào chồng. Bye. Ủa đây lần đầu tiên chơi tham gia game show á hả? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên con tham gia game show. Thấy game show nó kinh khủng khiếp chưa hả? Dạ. Nhưng mà vui. Trời. Bye bye con. Mình ta bắt được con của tôi rồi. Ôi, thiệt là tuyệt vời. Với cái sự nỗ lực của hai đội chơi cho nên là chúng tôi đã cung cấp thêm rất nhiều nguyên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại coi là tìm được bao nhiêu nha. Thôi mình đăng ký 1 2 3. Bên đây được 3 cái. Ở
không còn lứa gấm rú. Đây là phần của mình. Dạ. Phần của bé Phương là đây nữa nè. Trời ơi. Nhiều vậy? Trời ơi, bắt cực lắm á. 4 6 6 7 8 9 10 Sao? Thay đổi mồ hôi không? Thay đổi mồ hôi không? Thay đổi mồ hôi không? Trời ơi, ta được 10 cái ngoài ơi. Cái gia đình mình nè. Ngoài cũng nhiều ghê gớm nha. Ngoài từ từng cái nè. 1 2 3 3 4 5 6 Mà còn được tặng kèm chùm lông nữa. Trời ơi, lắm cười nè. 7 Thấy không, mình đoán chừng 7 tấm cái là còn 7 thôi. Có sao đâu. Đó. 2 Nhưng mà cái không. Quan trọng đây là nhiều cái này nè. Đây, ở đây có được 7 7 cái nơ, nhưng mà mình được bao nhiêu phiếu? 2, 4, 6, 7, 7 phiếu. 7 phiếu rồi, tôi 7 cái nơ. Giờ tới bên đây, gia đình mình ơi. Dạ, em có kỹ dữ lắm. Gia sản mà. 2, 6 phiếu nơ rồi. Nhiêu là có giấy giấy à? Nơ nhiêu là có giấy giấy à? 7 nè, hết đếm rồi nè. Xong 3 cái nơ 10 nè. Rồi 10. Dạ, bên đây với 10 cái nơ có được 10 nguyên liệu. Và đội bên đây 7 cái nơ có được 6 nguyên liệu. Do là 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không thì đã đánh rơi bớt một cái nguyên liệu trong dọc đường, hoặc là con cù đã nuốt rồi quý vị. Chúng ta bắt đầu kiểm tra con nguyên liệu của chúng ta nhận được là gì nha. Khoai lang. Bánh mì. Bánh mì. Tinh bột không vậy ngoại? Trời ơi, bánh cá. Bánh cá. Đại hỏi tinh bột hả? Sốt nướng. Sốt nướng. Cá cờ kiếm vua biển. Rồi cuối cùng là trứng cút. Trứng cút. Rồi đầu tiên là bắp. Bắp. Cà tím. Cà tím. Cá cờ kiếm vua biển. Cá cờ kiếm vua biển. Cà tím à. Cà tím nữa. Hai phần cà tím. Cá xiên que vua biển. Cá xiên que vua biển. Trời ơi nhiều quá. Cá xiên que luôn. Cá xiên que vua biển. Bánh mì. Gia vị. Gia vị. Rất quan trọng. Rồi cái này là gia vị nói chung là nhiều lắm đó. Đậu bắp. Đậu bắp. Ngũ vị hương. Trời ơi ngũ vị hương đúng luôn. Trời ơi, rất là nhiều nguyên liệu. À, có thể thấy là đội của ngoại thì hơi hơi ít nguyên liệu hơn người ta ha. Ủa, thí dụ ít mình có đi mua được không ạ? Dạ không ạ. Nói nghe. Dạ. Ngoại không tin ấy, là tự nhiên mà bên đấy tự nhiên có một tờ giấy là gia vị. Gia vị là tất cả các gia vị, mắm, muối, đường, bột ngọt. Có khi có lòng cái chữ gia vị thôi, nó bao hàm luôn cả một vũ trụ. Đúng rồi, lấy cái đó về cho mình xài chung mà. Cho mình xài chung mà. Ok. Ủa? Ủa vậy luôn hả? Đó, ok ok nha. Em với ngoại cũng chỉ cần nhiêu đó thôi. Và bây giờ chúng ta đã có được rất nhiều những nguyên liệu cần thiết để cho thử thách tiếp theo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách nấu ăn.